Tây Ban Nha, nắng nóng với nhiệt độ cao kỷ lục trong vòng 20 năm. Văn phòng khí tượng quốc gia Tây Ban Nha, EMET cho biết, nước này đang oi bức trong đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua. Nhiệt độ lên tới 40 độ C, 104 độ F ở thung lũng của Jacuivi và thành phố Cordoba gần đó ở phía nam đất nước, EMET cho biết. Những người lái xe chở khách, đưa khách du lịch quanh các di tích lịch sử của Seville phải tắm nước trong nhựa của họ. Một số người dùng ô che nắng để trốn cái nắng chói chang, trong khi những người khác trốn trong bóng cây và uống những ly nước mát. Nhiệt độ có thể tăng lên 42 độ C, 108 độ F ở thung lũng Guadalquivir gần Seville và thung lũng Guadiana ở Estremadura ở miền nam Tây Ban Nha vào cuối ngày thứ Bảy, EMET cho biết thêm. Đợt nắng nóng có thể tăng lên vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 6, với các nhà dự báo cho biết nhiệt độ có thể tăng lên 43 độ C ở các khu vực phía nam Tây Ban Nha. Các nhà dự báo của EMET cho biết một đám mây không khí nóng từ Bắc Phi đã khiến nhiệt độ tăng vọt và đợt nắng nóng ngột ngạt có thể kéo dài ở hầu hết Tây Ban Nha cho đến ngày 15 tháng 6, 6 ngày trước khi mùa hè chính thức bắt đầu.